Thưa quý vị và các bạn, dạp công nhân được thành lập ngay bên lán Hòa Bình, 450 chỗ ngồi. Để có được cái tên này là cả một sự tranh cãi căng thẳng nhiều ngày giữa bên văn hóa và bên mỏ. Ông Nguyễn Tất Dần, phó giám đốc mỏ than Cẩm Phả đã phải hùng hồn tuyên bố. 75 người phu mỏ đã phải còng lưng làm nô lệ cho thực dân Pháp. Cuộc sống khổ cực, không được học, không được biết đến thế nào là văn hóa, nghệ thuật, Giạp công nhân mỏ Cẩm Phả là bộ mặt đổi mới của bể than Đông Bắc, là linh hồn của hàng vạn thợ mỏ. Cuối cùng thì bên văn hóa đã chịu chấp nhận tên Giạp là Giạp công nhân Cẩm Phả. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bể than Đông Bắc của tác giả Đặng Huỳnh Thái qua giọng đọc Thúy Trà. Sáng nay quản đốc lực đích thân dẫn kỹ sư bồng đi bàn giao hiện trường. Vũ công lực chuyển về công đoàn mỏ. Sau thời kỳ khôi phục kinh tế và cải tiến quản lý xí nghiệp, tất cả các công trường khai thác theo tổ chức của Pháp để lại đều chuyển thành xí nghiệp thuộc công ty than hòn gai. Lò lộ trí nay là mỏ than thống nhất do ông Hoàng Thái, cán bộ kháng chiến chuyển về làm giám đốc. Kỹ sư Phạm Văn Bồng tốt nghiệp Đại học Mỏ thay chân quản đốc vũ công lực. Lò lộ trí đối với bồng quá quen thuộc, mới 10 tuổi đã làm nhau, đội than ở trong lò. Nhớ lần ấy, mấy đứa nhau cõng đất đá ở lò thượng đi lên, lò dốc dựng đứng, phải bò từng tí mới nhoai lên được. Bác Vấn và anh Hào, thợ đào lò, đặt từng tảng đá lớn lên lưng, toàn bộ khớp xương kêu răng rắc, bò được mấy bước, thì nằm ẹp xuống. Bác Vấn phải cõng hộ. Thằng Tống rụt cổ và thằng Đắc vẹo xương sườn. Thế mà nó bò lên được cửa lò, kệ cũng tài. Số hai thằng lại hên, được chấp hình đăng lên báo cho thế giới biết. Trẻ con An Nam bị chủ mỏ bóc lột. Thế rồi lại được đi Thụy Điển, chả biết bây giờ số phận ra sao. Có người kháo, hai thằng được chữa khỏi và đang theo học nghề doctor. Chú Lực bảo, đây là họng sáo lò thượng mà cháu và hai thằng nhau, Tống và Đắc cùng làm với bác Vấn ở đoạn trên. Chú ở đoạn dưới. Hôm ấy, hai lò thông nhau, gió biển thổi vào mát rượi, có nhớ không? Bồng đứng ra giữa lò, đưa bàn tay đón cơn gió thổi vào, man mát. Tê tê, dân gian khắp người, hai giọt lệ lăn trên má. Ánh đèn ắc quy gắn trên mũ lò, soi vào gương than óng ánh, phản chiếu lại tất cả những năm tháng khổ ải, đau thương. Cái đèn đất đã đi vào dĩ vãng, trước vô địch mắc đèn vào mấu của chú lực trở thành huyền thoại. Hai bàn chân vu lò năm xưa chai cứng dày cộp phải gọt đi từng mảng, bây giờ đã có ủng bảo vệ cho đôi chân mềm mại. Có được đèn ắc quy gắn trên mũ lò là cả một cuộc đổ máu thay đổi trang phục bảo hộ lao động để bảo vệ sinh mạng cho người thợ lò đã bao năm mơ ước. Chẳng là hôm ấy đầu ca sản xuất, ông Thẩm dùng đèn đất đi kiểm tra soi vào nóc lò cái. Ông là công nhân giỏi, kiện tướng trong phong trào thi đua, đi lò nhanh, mới được đề bạt làm lò trưởng. Sau một đêm trong lò không có người làm và không có thông gió cục bộ, một vệt cháy khí CH4 kéo dài, làm ông thẩm bỏng nặng rồi tử vong. Đây là sự việc xảy ra đầu tiên ở các mỏ than hầm lò trong bể than Đông Bắc. Đoàn cán bộ cấp trên cấp tốc về kiểm tra và nghe báo cáo. Quản đốc Vũ Công Lực tuy có rất nhiều thành tích trong công tác, cùng với anh em phu mỏ đoàn kết đấu tranh với chủ mỏ. Nhưng cập nhật khai thác trên bản đồ Lực không thành thạo, chỉ quen chỉ đạo tại hiện trường, không hiểu được bản chất của khí CH4 để lý giải cho sự cố trên. Kỹ sư Bồng từ ngày ra trường, các vị lãnh đạo cứ nghĩ rằng còn non về nhiều mặt, không đề bạt. Trước tình hình đó, kỹ sư Bồng đã thay mặt quản đốc Vũ công lực trình bày khu vực lò bị cháy, dự kiến nguyên nhân cháy đặc biệt đã đề nghị cấp trên cho trang bị bảo hộ lao động, đèn ắc quy cá nhân, máy đo khí CH4 và chuyển tất cả các mỏ hầm lò sang chế độ có khí nổ loại 1. Thanh tra công đoàn là thành viên đoàn kiểm tra kết luận, nguyên nhân cháy phải giải quyết về mặt con người, người phải biết nghề. Sau đó ít ngày, kỹ sư bồng được điều động làm quản đốc và vũ công lực về làm Công đoàn mỏ. Mãi suy nghĩ lung tung, hai chú cháu đã vào đến lò chợ đá thiên. Ở lò lộ trí, chỉ có hai lò chợ chính là lò chợ đá thiên và lò chợ đá địa. Lò chợ đá thiên rất dốc, có luồng dốc đến 40 độ. Nước từ lò cái trên chảy xuống, nền lò trơn tuột, quần áo ai cũng bê bết nước và than. Cậu Lê Thanh Biên, thợ trẻ đứng đạp than trong máng, cứ trôi tuần tuột cược chắn barrier cũng không lại cậu ta trôi luôn xuống phỗng rơi bịch vào toa xe lẫn với than lực cười vui vì cả cuộc đời làm lò anh đã bị nhiều rồi bồng kéo biên đứng dậy nhắc nhở cẩn thận kẻo đập vào thành xe vỡ đầu đấy biên phân trần em đã gào lên dừng lại ở trên không nghe cứ đạp than xuống gì mà người không trôi lực vẫn cười vui vẻ sao không chửi ầm lên chúng tớ ngày xưa là chửi luôn sợ gì thợ lò nói như sấm hà sao lại chửi ạ à? trên đó đều là các bác các anh lớn tuổi cháu đâu dám thợ lò bây giờ là vậy có học có suy nghĩ biết sử dụng kỹ thuật thay thế chân tay nên cái mồm cũng bé lại nhận nhiệm vụ quản đốc kỳ này bồng đang có kế hoạch đưa máy khai thác vào lò chợ đá thiên thay cho sức người lò cái chính cho đổ bê tông đưa tàu điện cỡ lớn vào vận chuyển than có toa chở công nhân đến tận nơi làm việc không phải đi bộ hàng mấy cây số trong lò vừa mất thời gian vừa mệt sức mở thêm lò thông gió đảm bảo gió tươi vào hết các ngõ ngách lò thông gió cũ thông lên hồ nước bara nơi anh hào thoát ra đi theo cách mạng nhỏ quá và dài sẽ làm dấu tích lịch sử. Lực nghe xong ôm chặt lấy bồng gieo lên. Chú ủng hộ đừng để cái khổ đè mãi lên lưng lên đầu mình nữa. Làm đi. Cái khổ cái khốn đã đè lên lưng bồng suốt cả tuổi ấu thơ, cho đến bây giờ bồng cũng chẳng biết mình quê quán ở đâu, cha mẹ là ai chỉ nghe bà Vấn kể rằng từ ngày bà mở quán bún ở Lán Nam đã thấy bọn nhau than tụ tập ở sân nô đùa. Thi thoảng có lộc lễ ở miếu hai cô, bà lại phát cho chúng nó. Thằng Bồng là đứa trẻ thông minh và nhanh nhẹn nhất. Chú cầu thuyết minh phim ở cái hòm chiếu cinema là thích Bồng nhất. Chỉ xem một lần là thuộc hết, đọc vanh vách từng nhân vật trong phim. Đã đôi lần đang chiếu vì bận, cầu không thể dừng lại được, bồng đã nhảy vào thuyết minh hộ. xem xong mọi người mới té ngửa là bồng chứ không phải chú cầu. sao hay thế giọng nói lại truyền cảm dí dỏm. từ ngày đó chú cầu đưa về nhà trọ ở chung, dạy cho chữ quốc ngữ chữ pháp, đọc các nội dung phim mới. cái gì bồng cũng làm được và làm thành thạo. hòa bình lập lại. Bồng được cử đi học lớp bổ túc văn hóa công nông trên tỉnh, rồi vào đại học mỏ địa chất. Con đường học hành tiến triển thuận lợi. Tốt nghiệp loại yêu. Bồng được điều động về lò lộ trí nơi khó khăn nhất. Ngắt lời chú lực, Bồng nói: "Chú ạ, à, ngoài những kế hoạch trên, cháu định mở rộng phân xưởng đèn ắc quy, nâng cao công suất nạp điện, có như vậy mới đáp ứng đủ số lượng đèn cho thợ lò." giao cho cô trâm phụ trách có được không hở chú lực cười nói quyền ở cháu mà cô trâm bây giờ cũng rảnh thằng thắng đã lớn đi học rồi chết nỗi cô trâm ít am hiểu về nghề này không sợ chú ạ à, kỹ thuật đã có anh ngô quang sinh đi học ở trường công nhân kỹ thuật việt xô trên uông bí về chỉ tội suốt ngày làm thơ viết kịch đầu óc để đi đâu quan trọng là công tác quản lý biết bao quát công việc. Tùy cháu, lâu nay trông không ở tổ xe đầu đường, từ ngày có hệ thống băng truyền, việc vận chuyển than qua hệ thống đường trục hai giảm, chỉ còn than ở lò lộ trí. Trâm được điều về phụ trách, người con gái khỏe mạnh tháo vát, nói là làm, làm là xong. Ngày xưa đến tránh mật thám Pháp Ben Lat, còn sợ, nữa là mấy anh tài xế Ben quản đốc bồng lựa chọn cô Trâm về quản lý nhà đèn là đúng người đúng việc. Bồng nói, chú ạ, à, tối nay gặp ở lễ khai trương dạp công nhân, cháu sẽ hỏi ý kiến cô chú nhé. Dạp công nhân được xây dựng ngay bên lán Hòa Bình, 450 chỗ ngồi, có được cái dạp này cũng nhiều vất vả lắm. Bên xây dựng do ngành văn hóa quản lý, chi phí do quỹ phúc lợi của công nhân mỏ chỉ có mỗi đặt tên là gì mà tranh cãi bao ngày trời. Bên văn hóa muốn đặt là bái tử long cũng hay, nhưng bên mỏ kiên quyết phải đặt tên là dạp công nhân cầm phả. Có như thế mới chi tiền phúc lợi, trước hết người công nhân phải được hưởng. Ông Nguyễn Tất Dần, phó giám đốc bỏ than cầm phả, hùng hồn tuyên bố. 70 năm, người phu mỏ đã phải còng lưng làm nô lệ cho thực dân Pháp cuộc sống khổ cực không được học không được biết đến thế nào là văn hóa nghệ thuật dạp công nhân cẩm phả là bộ mặt đổi mới của bệ than đông bắc là linh hồn của hàng vạn thợ mỏ thế là bên văn hóa chịu thua chấp nhận dòng chữ dạp công nhân cẩm phả nổi bật trên cao trước cửa ra vào việc giải phóng mặt bằng rất thuận tiện các gia đình không những chấp hành nghiêm chỉnh mà còn vui mừng dành chỗ cho những ước mơ bao đời nay của thợ mỏ có anh bạn trần nguyên thích làm thơ lục bát nhà ở đây nhiều năm để siêu tầm ca dao vùng mỏ trần trừ không muốn đi mãi đến khi tìm được bài ca dao cuối cùng mau mau phất ngọn cờ đào anh mới di chuyển về nơi ở mới mau phất ngọn cờ đào cách mạng nào thợ thuyền binh lính dân cầy đánh thằng chủ mỏ đuổi thằng tây rồi ta xây dựng xã hội này hơn xưa không còn kẻ sống thừa ăn bám không còn ruồi nhặng tanh hôi không còn những đứa ươn hèn chỉ đi hút máu mồ hôi thợ thuyền hôm nay khánh thành rất đông các quan khách cấp trên và đại biểu công nhân ưu tú trong phong trào thi đua sản xuất than chú cầu đóng vai trò quan trọng người thuyết minh chính ngay từ khi bắt đầu xây dựng dạp chú đã vứt cái thùng cinema bẹp vào góc nhà về đây học máy chiếu phim to đùng kêu xè xè và thuyết minh các câu chuyện hiện đại các mối tình ly kỳ hay gấp vạn lần ai phan hô ngày nào chú diện áo đuôi tôm màu đỏ, thắt nơ đen như người chỉ huy giàn nhạc, trẻ hẳn da và đẹp trai, nhìn từ xa nổi bật, bồng reo lên chú câu. Hai chú cháu ôm nhau, cầu đấm vào lưng bồng hét to, vinh quy bái tổ quên tao à, quên sao được sư phụ, chờ cải đi họp về, chúng cháu sẽ đến nhà thế được nó đâu đang đến ạ à? hôm nay đi họp tổng kết phong trào thi đua phá kỷ lục ở trên tỉnh con bé ấy hồi này khá lắm hôm đám cưới tao chỉ có nó đến dự mày chưa về vui đáo để mày còn nhớ cái vi không ngừng một tí chú cầu lắc mạnh vai bồng nói tiếp cái vi con nhà bà vấn ấy anh hào chị vân rồi đến nó hôm nay làm chân soát vé mặc áo dài xanh kia kìa Chú cầu chỉ vào trong đám đông cửa dạp Cô nào cũng áo dài xanh, áo dài vàng, rực rỡ chả nhận ra được Chú nói tiếp, chững chạc ra phết, chốc gặp nhau nói chuyện nhiều Vừa lúc đó thì cải đến Ba chú cháu díu dít chuyện trò được vài câu Đã đến giờ, cầu vội vã vào phòng chiếu làm nhiệm vụ Đi rồi còn ngoái lại dặn Vào sớm đi nhé bồng và cải che miệng cười. Sao giống cái ngày chiếu cinema trong thùng gỗ thế? Chú cầu tất bật sắp xếp từng đứa vào từng ống nhòm. Đứng mỏi cả chân, đầu hết người, ngã đè lên nhau. Sau hôm ấy, cải thinh thích bàn tay nhỏ bé của bồng đè lên trên ngực của mình. Chả biết sao từ lúc ấy, cứ thế, ngực lớn lên phỏng phao. Gái phải hơi trai mà. Thế rồi họ yêu nhau bông đập vào vai cải nói làm gì mà ngẩn người ra vậy cải buồn cười quá bông cười cái gì nhớ bãi cháy à vui không cải vui lắm cả chụp hình nữa cho anh xem nhé cải kéo bông ra chỗ ít người kín đáo móc túi lấy tấm ảnh đen trắng cỡ 69. chín trung quanh có chạy răng cưa ảnh chụp cải mặc bộ đồ tắm hai mảnh đứng trên bãi tắm xa xa sóng xô trắng xóa bồng giật mình hết toáng sao lại thế này chết chết liều quá cải lấy tay bịt mồm bồng nói nhỏ khẽ chứ người ta nhìn thấy thì chết vì tấm ảnh ấy mà cải phải kiểm điểm trước đoàn đại biểu mất hai tiếng đồng hồ hội nghị tổng kết phong trào thi đua phá kỷ lục bỏ cờ xanh giành cờ đỏ của toàn tỉnh diễn ra trong ba ngày Ngày thứ nhất tiếp đón, ngày thứ hai họp, ngày thứ ba đi tham quan vịnh Hạ Long. Các đại biểu được ăn ở tại nhà nghỉ công đoàn tỉnh. Đoàn đại biểu của mỏ do bí thư chi đoàn Tuận phụ trách. Mới nghe tên anh ta, mọi người đã ngán rồi. Quy tắc nhất trần đời, quần áo phải nghiêm chỉnh, đeo huy hiệu đoàn phải trên vú, cài bông hoa hồng đỏ cao lên, không được che huy hiệu. 5 giờ sáng anh đã đi đốc thúc từng phòng dạy thể dục. 9 giờ tối, kiểm từng người và tắt đèn đi ngủ. Ngồi họp đúng số ghế, theo sơ đồ anh ta vẽ. Phát cho mỗi người quyển sổ tay ghi chép đầy đủ các bài phát biểu của các đại biểu. Trời ơi, nhất là hôm đi tham quan Vịnh Hạ Long, ngồi trong tàu có tên vượt sóng. Bao nhiêu năm sống trên bờ Vịnh Hạ Long, bái tử Long. Thế mà hôm nay mới biết thế nào là biển nếm mùi mặn mặn tanh tanh của nước biển. Bây giờ mới nhìn thấy hang đầu gỗ, hang trinh nữ, hang sừng sốt, chỗ nào cũng đẹp. Nhìn thấy cả hòn đảo có bãi tha ma người Tây. Thì ra con ca ca của Vi Hoa, trung thành với chủ, sống ở đây ba năm trời quá khổ. Mọi người nhao nhao, thỏ đầu ra ô cửa để chiêm ngưỡng. Đoàn trưởng Tuận lại ấn vào, quắt khản cả cổ mất hứng bãi tắm cát trắng mịn sóng vỗ ào ào khách du lịch tây và ta đàn ông cởi trần trùng trục đàn bà chỉ có hai mảnh vải hoa che chỗ kín toàn người ở mãi đâu về phơi nắng nô đùa với sóng cải hợp và mấy đứa thèm quá rủ nhau đứng ngắm tuận chạy vội ra xua về quát nhìn cái đó là hủ hóa tư tưởng đôi trị tiểu tư sản phong kiến tức điên, phụng phịu đi về. Bảo nhau đóng chặt cửa chính, ra ban công nhìn xuống lại càng rõ hơn. Lửa lúc trưa, lão tuận ngủ, ba đứa rủ nhau xuống bãi tắm, thuê bộ đẹp nhất. Chụp vội vàng hai pô, giấu giếm cả đoàn không ai biết. Còn tối ấy kiểm điểm, chỉ nhắc đến tư tưởng đồi trụy, tiểu tư sản phong kiến mà thôi. Bồng cau mặt một tí, rồi thấy cải trong ảnh đẹp quá, bộ ngực căng cứng, hai bắp chân trắng nõn. Vẻ đẹp của con người là vẻ đẹp trời cho. Cha mẹ sinh ra, tiểu tư sản phong kiến, đâu có dính đến, con nạn ra được đâu mà đồi trụy. Vớ vẩn, nghĩ vậy, bông kéo vội cải vào dạp công nhân. Trên bàn chủ tịch, ông Nguyễn Thành Đính, giám đốc mỏ than cẩm phả, đọc diễn văn nhấn mạnh. Trước ngày giải phóng, anh chị em công nhân ta là những người nô lệ, mình làm cực khổ nhưng bọn đế quốc tư bản hưởng lợi toàn quyền đông dương paul domer đanh thép nói bệ than bắc kỳ có hàng tỷ tấn than trong tay chúng ta phải đè đầu bọn cu ly an nam xuống chúng ta mới chiến thắng chủ mỏ martin pierre hy vọng hão huyền chữ lượng thung lũng than đông bắc vô tận thị trường paris than đóng gói bán từng cân đủ thấy rằng chúng ta đang nằm trên đống vàng, đống kim cương. Không chần chừ, hãy nhanh chóng đưa hàng chục nghìn tấn thiết bị vào vị trí của nó. Thế đấy, 70 năm sau, chúng có làm được gì không? Trong cuộc tranh giành tài nguyên, ta mất đi mấy chục triệu tấn than thì chúng cũng phải phơi xác ngoài bãi tha ma, đảo cát vàng, vịnh hạ long. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nghiệp đoàn ái hữu, ngày nay là công đoàn, những người nô lệ đã vùng lên kiên cường bất khuất, kỷ luật và đồng tâm đã thắng sự kháng cự của bọn chủ mỏ thực dân Pháp. Than có thể đốt cháy tất cả, nấu thép thành nước, nhưng không nấu được trái tim người thợ mỏ. Cả dạp vang lên tiếng vỗ tay vui mừng. Giám đốc Nguyễn Thành Đính nói tiếp. Bây giờ, công nhân đã làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp của mình. Sau 3 năm khôi phục, chúng ta đã đưa tất cả hầm lò và máy móc thiết bị vào làm việc. Được sự giúp đỡ của các chuyên gia liên xô, một dây chuyền cơ khí hóa đã đi vào hoạt động. Phong trào thi đua, bỏ cờ xanh, giành cờ đỏ đã dấy lên rầm rộ ở khắp mọi nơi. Tại hội nghị toàn tỉnh tuyên dương những kiện tướng phá kỷ lục, đồng chí Hoàng Quốc Việt, người đã gắn bó với công nhân mỏ từ thời bí mật, với bí danh là hạ bá cang vui mừng nói những năm khó khăn vất vả đã qua bây giờ chúng ta đã bước sang giai đoạn lịch sử mới mọi người cần cố gắng hơn nhất là các đồng chí đảng viên đoàn viên và cán bộ công đoàn phải sung phong gương mẫu trong mọi công tác lãnh đạo không chỉ là đi tiên phong mà cái chính là phải quan tâm đến người công nhân thậm chí lãnh đạo phải là người ăn sau cùng như thế thì nhất định chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhà nước giao cho. Cả dạp lại vang lên tiếng vỗ tay. Một vinh dự lớn nữa đến với chúng ta là tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ ba, đồng chí Tống Đăng Bồn, bí thư đảng bộ Mỏ Than Cọc Sáu, đã thay mặt toàn thể công nhân Bể Than Đông Bắc báo cáo thành tích thi đua lao động chào mừng đại hội. Bác Hồ khen ngợi và vui mừng nói. Nếu tất cả mọi người đều học tập cách làm của mỏ cọc 6 thì chắc chắn kế hoạch 5 năm sắp tới sẽ hoàn thành và hoàn thành xong trước thời hạn. Giám đốc Nguyễn Thành Đính cảm động nói tiếp. Hôm nay, nhiều anh chị em ngồi đây đã được gặp, được nghe bác Hồ kính yêu huấn thị trong lần về thăm công trường Đèo Nai ngày 30 tháng 3 năm 1959. Có ai được gặp bác không? Và còn ai nhớ bác nói gì không? Hội trường xôn xao, anh Bùi Công Điện, công nhân trên tầng 18 nói. Tôi đang quốc than, chạy một mạch xuống, ngồi ngay sau chỗ bác đứng. Tay bác cầm tờ giấy nhỏ. Chị Lê Thị Thược lại bảo, tôi đang đẩy xe gòn, bác đi ngay bên cạnh. Ôi, thích ơi là thích. Ai cũng muốn lên diễn đàn, kể về giây phút, có một không hai ấy. Nhưng giám đốc vẫy tay, như kiểu Bác Hồ bảo mọi người im lặng. Thật tự hào và vinh dự cho chúng ta, những người đèo nai cẩm phả, đã thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân bể than Đông Bắc được đón bác về thăm và nghe bác dạy bảo. Ông nói tiếp lời bác Hồ dạy. Hiện nay trong xí nghiệp, cán bộ chỉ biết quản lý, không biết lao động. Công nhân chỉ biết lao động, không biết quản lý. Như vậy là xí nghiệp có hai hạng người, một hạng chỉ biết quản lý nên dễ quan liêu mệnh lệnh sáng kiến của công nhân đưa lên thường bị xếp tủ một hạng chỉ biết lao động là không làm tròn nhiệm vụ của người làm chủ nước nhà cán bộ công nhân phải kết thành một khối thì quản lý mới tốt mới tăng ra sản xuất thực hành tiết kiệm thành công nếu tất cả mọi người đều học tập cách làm này thì chắc chắn kế hoạch 5 năm sắp tới sẽ hoàn thành và hoàn thành xong trước thời hạn. Cả hội trường đứng dậy, vỗ tay hồi lâu, vui mừng, ôm chặt lấy nhau. Chấm hai hàng lệ đang lăn trên gò má khô nẻ bao năm, lấm lem than bụi. Đèn trong dạp tắt, tiếng chú cầu thuyết minh vang lên cùng với nền nhạc ca chiêu xa. Mừng khai trương dạp chiếu phim công nhân cẩm phả ôm được công nhân cẩm phả chúng tôi xin trân trọng phục vụ quý khách bộ phim thép đã tôi thế đấy được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nikolai Alexandrovich Ostrovsky bộ phim đã tái hiện lại trang sử bi hùng của nhân dân Liên Xô những năm tháng đầu tiên trong cuộc cách mạng tháng 10 nhân vật chính là Pavel Kuchagin, anh lính hồng quân gan góc, nhiều lý tưởng và nhiệt huyết cao cả, tấm gương sáng chói cho thanh niên Liên Xô và thanh niên thế giới đang ngày đêm đương đầu với chiến tranh để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bồng và cải ngồi hàng ghế thứ tư, ngay chính giữa, xem phim rất nét, cải cầm chặt tay bồng reo lên, ôi thích quá, cánh con gái chúng em bao ngày mong đợi nhìn thấy Pavel, Chagin, bảnh trai mà anh hùng. Bồng hơi nóng mặt, kích cùi tay vào ngực cải. Chỉ được cái hão huyền, mơ tưởng ở đâu đâu, người ngồi bên thì không. Cải cướp lời luôn, anh buồn cười nhỉ, lý tưởng. Bí thư chi đoàn tuận ngồi cách xa ba ghế, thấy lộn xộn, liền đứng dậy nhắc khẽ. Trật tự, đây là bộ phim rất đặc biệt, nêu ca tinh thần chiến đấu ngoan cường cho lý tưởng cộng sản tất cả tập trung vào xem tay để phía trước mắt nhìn thẳng lên màn hình ai đó ngồi ghế sau bị che mất màn hình tức tối liền ấn vai tuận ngồi xuống ngồi xuống rồi tuận vẫn còn nói tối mai họp tri đoàn thảo luận mạn đàm về bộ phim này các đồng chí cần nắm chắc nội dung để kiểm điểm liên hệ bản thân mình tất cả nhớ chưa nào trời ơi, lại còn vậy nữa. Không khí trong dạp im lặng, chỉ còn nghe tiếng thuyết minh của chú cầu và tiếng súng nổ, tiếng hô sung phong tiến lên của paven Kuchagin. Sáng nay, các công trường rộ lên phong trào thi đua mới. Nói gương anh hùng paven Kuchagin, đoàn viên thanh niên gương mẫu đi đầu mọi công việc. Trời đầu xuân vẫn còn rơi rớt đợt gió mùa đông bắc bộ sung sương mù đặc quánh bao phủ khắp núi rừng đứng trên đỉnh đèo nai như đang đứng trên chín tầng mây không ai nhìn thấy ai dù cách xa nhau vài bước chân ô tô kéo còi inh ỏi chỉ nghe tiếng động mà tránh giữa ban ngày bật đèn vàng không đủ sức xuyên thủng đám xương quái ác này tài xế cũng chỉ đoán đường mà đi Quản đốc Bế Thành Văn khịt khịt mũi, nói với phó quản đốc Vũ Hữu Ti, "Gay rồi, cứ thế này làm sao mà hoàn thành được kế hoạch? Cậu có cách nào không?" Suy nghĩ một lát, Vũ Hữu Ti nói, "Đốt đuốc." Bế Thành Văn khịt khịt mũi hỏi lại, "Ban ngày lại đốt đuốc à? Thế tốt." Vũ Hữu Ti, sương mù ngày cũng như đêm, đuốc là thượng sách. Ông Văn lại nói, "Thế tốt." thế là tất cả đoàn viên thanh niên bên tầng thủ công và băng truyền kéo hết sang các tầng cơ khí làm thành những cây đuốc sống người ta gò những ống sắt to bằng bắp chân hàn vào cái ống đó ba chân cao tới ngang lưng đổ dầu bẩn vào châm lửa đốt những cây đuốc được đặt từ nền máy xúc ra tận đầu đường thành một cọc tiêu sống cung đường dài hàng cây số như vậy thanh niên nam nữ phân nhau đi đổ dầu châm lửa những lúc xương tan nhìn từ xa tầng trên tầng dưới những ánh đuốc mờ mờ lấp lánh như những vì sao đêm từ những hình ảnh này mà nhạc sĩ phạm tuyên đã sáng tác bài hát ngôi sao ca đêm ngay từ đầu Vân phó quản đốc băng truyền đã tất bật phân công công việc các cô huệ hợp cải đều có mặt họ vừa làm vừa bàn tán về cuộc kiểm thảo sau khi xem bộ phim thép đã tôi thế đấy cải nổ phát súng đầu tiên chả ra làm sao cả mình chỉ là hạt cát trên bãi biển mà đòi so với anh hùng liên xô hợp bạo mồm bạo miệng nhất bốp chát luôn cái lão hâm ấy đại hội khóa tới cho nghỉ luôn tên là thuận mà chẳng thuận tí nào nhất trí nói rồi cải ôm chặt lấy hợp thì thầm cái ảnh tắm biển mày còn giữ không không những giữ mà còn kẹp vào sổ tay để dưới gối cơ hợp vinh mặt hãnh diện cải cũng đáo để khoe tao cho lão bồng xem bôn thế mà còn mê bảo hai ngực của em rắn nảy chết sao mày lại cho xem lão sinh nhà tao nghiêm lắm con trai ông tài hoan ba đời thợ mỏ mà nhìn thấy là xé luôn cái hồi tao và lão sao còn yêu nhau lão ấy tặng cái cóc xê mua tận phố hàng đào dây cộp nhọn hoắt thế là chàng sinh ghen bắt vứt đi kệ cứ mặc đành chịu hai đứa lại đấm nhau thùm thụp huệ từ đằng xa gọi to đốt lửa lên các em ơi đám sương mù đang un un kéo đến kia kìa gió rét rít lên từng đợt bởi đám sương kéo đến càng nhanh